Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Tiếp tục về thêm là cái vỏ thùng xúc đơn 50, cái mẫu gọi là xtrabass. Con này đây là cái lưới nha. Đấy, lưới rất là nặng. Còn đây là cái thùng này, xúc đơn. Giống cái hãng này giống cái hãng kia, nhưng cái mẫu này thì theo như em tìm hiểu đây là cái mẫu 18 miniscope. Đấy, mẫu này thì nó con lưới kiểu gì thì kiểu. Hãng này thì người ta làm cái lưới nó sập ở giữa này, nó chìm xuống, còn hãng kia thì người ta làm nó nổi lên. Ví dụ thế. Còn bên em thì cái mẫu này thì gọi là mẫu xtrabass, bởi vì cái tiếng ban nó đánh xuống rất là êm và sâu. Thùng thì đợt này hết sần cát rồi, còn sần mịn thôi nha. Và cũng thợ người ta vội không làm được cái lỗ cọc ở trên nóc nên các bác hết sức thông cảm. Đây các bác nhé, khoang bát đây, đợt này cũng không có chôn gen luôn. Giá vẫn như vậy, vẫn là 5,5 triệu một chiếc, một cặp 5,5 triệu một cặp. Thì mẫu thùng này lắp được cơ bản các loại bát như là 18 TNW3000 hoặc là 18 TNX4000 đều có thể sử dụng được trên cái thân thùng này. Bây giờ anh em là sẽ bắn bông vào trong thùng, sau đó là các bác nào đã đặt hàng thì là bên em sẽ gửi hàng cho các bác nhé. Đấy, đằng sau đây nó có hậu này, đây là cái khoang hậu, đây là khoang bát và hốc tay sách các kiểu. Không để mất thời gian hơn nữa thì anh em sẽ đóng gói kiện hàng này để gửi hàng cho các bác. Nợ đơn của các bác hơi bị nhiều rồi, gần Tết bây giờ nó hơi quá tải nên là những cái đơn nào nó có sẵn thì làm luôn, còn đơn nào nó chưa có sẵn thì làm nó hơi lâu tí các bác nhé. Đấy, thì nó gọi là đơn hàng đặt. Ok, những cái đơn hàng đặt thì em sẽ nhận tiền cao hơn là những đơn hàng có sẵn nhé. Ví dụ như đơn này mà có sẵn mà các bác ở gần đây gửi thì có thể là không phải cọc, cứ thế em gửi luôn. Còn nếu như không có sẵn thì em sẽ nhận đặt cọc trước của các bác, sau đó thì em sẽ gửi hàng cho các bác. Đây là lưới sơn sần hạt mịn. Đấy, sần gọi là sắn nước hạt mịn. Nhìn điều kiện ánh sáng nó không được tươi lắm. Đấy, các bác nào quan tâm đến mẫu này thì hãy trực tiếp bên em nhé. Bây giờ là sẽ bắn bông vào trong thùng, sau đó là đóng gói và gửi hàng cho các bác. Đấy, kính mời các bác nhận hàng nha.